Chào các bạn, bộ sản phẩm điều trị da sạm nám, da bị tổn thương sau mụn tại Hana. Thứ nhất là dòng tinh chất collagen giúp thẩm thấu sâu và phục hồi lớp collagen bị hư tổn. Thứ hai là dòng kem đặc trị tại Hana, dòng kem độc quyền có chứng nhận của COTAPA, sử dụng sau lớp tinh chất collagen, tác dụng cấp ẩm và phục hồi da sau hư tổn rất là hiệu quả. Thì Na cũng xin chia sẻ thêm, với bất cứ cái liệu trình nào điều trị tại spa thì việc duy trì chăm sóc tại nhà rất quan trọng. Vui lòng inbox Hana qua fanpage hoặc qua hotline để được tư vấn kỹ hơn.